Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bây giờ mình đặt ra vấn đề đến thời điểm hôm nay là năm 2019. Vậy thì một cái hợp đồng mua bán đất, một cái hợp đồng mua bán nhà, nếu trong trường hợp không có ra công chứng thì có hiệu lực pháp luật hay không? Các bạn ạ, xã hội bây giờ càng minh bạch, chúng ta đã có luật nhà ở, chúng ta đã có luật đất đai 2013, chúng ta đã có luật nhà ở. Và nếu như trong trường hợp luật quy định cho đến thời điểm 2019, trong trường hợp một cái giao dịch mua bán nhà, một cái giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu chúng ta không xác lập tại phòng công chứng thì cái giao dịch đó nếu có tranh chấp thì sẽ không được pháp luật công nhận. Quý vị và các bạn biết không, nếu như trước đây vào những năm 1990, 95, 2000, 2005, trước 2004, những cái giao dịch mà chúng ta chỉ cần mua một cái hợp đồng, trong đó có chủ thể là bên A, bên B, và sau khi xét về cái chủ thể đó đầy đủ về năng lực hành vi dân sự, chủ sở hữu của một tài sản, và chỉ cần một cái tờ giấy tay, thì thời điểm đó nhà nước công nhận một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên tới thời điểm hôm nay là năm 2019, lý do tại sao tại thời điểm này tôi đang làm video cho quý vị và các bạn, thì các bạn phải biết được rằng nếu trong trường hợp chúng ta cũng có thể làm một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay với lý do cái gì các bạn? Sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng, sổ hồng đang cầm cố ở trong ngân hàng, chúng ta có thể xác lập một cái hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên để một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật, để một cái hợp đồng mua bán nhà có hiệu lực pháp luật thì nhất thiết phải qua phòng công chứng các bạn ạ. Đây, một cái hợp đồng. Thực ra tôi muốn lặp đi lặp lại cho quý vị và các bạn rất là nhiều lần để cho quý vị và các bạn biết được rằng cho đến thời điểm 2019 thì những cái giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản bắt buộc phải ra phòng công chứng. Đây là một cái văn bản, một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giống như những cái video lần trước tôi có phân tích cho quý vị và các bạn đó, đất thì là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà thì chúng ta sẽ là hợp đồng mua bán nhà. Chúng ta đến văn phòng công chứng để chúng ta cung cấp những cái thông tin giấy tờ cho văn phòng công chứng, và văn phòng công chứng bảo rằng trong trường hợp này nếu anh mua bán quyền sử dụng đất thì anh phải cung cấp cho tôi một cái giấy tờ như thế này. Nếu trong trường hợp anh mua bán nhà và nhà của đồng sở hữu, đồng sử dụng, nhà của hộ gia đình thì anh phải cung cấp cho tôi những cái người có tên trong hộ khẩu chẳng hạn. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta đi đầu tư mua bán bất động sản, chúng ta phải thật cẩn thận. Cẩn thận vì như thế nào? Tôi có một cái vị khách hàng, họ bảo với tôi rằng là em có cái hợp đồng chứ. Thật ra thì họ có cái hợp đồng đó các bạn, nhưng mà cái hợp đồng đấy hình thức về mặt nội dung giống như thế này, tuy nhiên rằng là không có mộc đỏ của phòng công chứng. Thì tới phát sinh tranh chấp thì họ mới hỏi tôi, em cũng có cái hợp đồng, tại sao chị nói cái hợp đồng đó không được? Thì hôm nay trong cái video lần này tôi nói với quý vị và các bạn, kể từ thời điểm năm 2019, chúng ta khi giao dịch đầu tư bất động sản thì chúng ta khi mà những cái giao dịch đó bắt buộc chúng ta phải đến phòng công chứng thì chúng ta mới bảo vệ quyền của chúng ta trong trường hợp người mua ngay tình được. Chúng ta đừng có nói một cái câu rằng là em cũng có hợp đồng nhưng mà hợp đồng đó không được công chứng.
thì rất là khó khăn. Nếu trong trường hợp hai cái hợp đồng mà giấy tay đó được các bên tự nguyện chấp hành đúng đủ thì không vấn đề gì hết các bạn ạ. Anh chị em ruột trong gia đình, bạn bè, tao giờ khó khăn quá, tao viết một tờ giấy tay cho mày, tao bán đất cho mày nè, đưa hết toàn bộ sổ cho mày. Nay tao đi công tác, tao cần số tiền là 200 triệu. Chị em trong nhà, thôi giờ tôi bán đất này cho chị nè, nhưng mà giờ đất ở tới Bình Dương lận, tôi đang ở Huế, thôi đưa chị nè, chị chuyển chị cho tôi trước cái số tiền là 500 triệu đi. Hôm nào rồi tôi đi công tác về, tôi bán cho chị, tôi đến ở một cái văn phòng công chứng nào Bình Dương tôi sẽ giúp chị. Các bạn ạ, chúng ta sẽ trong một cái tinh thần, chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta giao dịch mua bán bất động sản thì cái bài toán của bất động sản phải là phòng công chứng. Chúng ta có thể đến một cái văn phòng công chứng bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố để chúng ta xác lập một cái hợp đồng chuyển nhượng, một cái hợp đồng mua bán. Để chi? Để khi chúng ta phát sinh những cái tranh chấp, pháp luật sẽ bảo vệ người mua. Tòa ơi, không thể nào nói có một cái hành vi gian dối ở đây được. Vì chúng tôi ngoài cái việc thỏa thuận giữa nguyên đơn và bị đơn thì có cái ông phòng công chứng xác lập vô đây nè. Nhà nước có cái văn phòng công chứng để độc lập dựa trên những cái chứng từ và cái sự tự nguyện chủ thể của các bên. Và tại sao chúng ta không sử dụng cái quy định của pháp luật là mua bán bất động sản, chuyển nhượng bất động sản thông qua giao dịch của phòng công chứng để chúng ta tự mình bảo vệ mình. Và tôi nói với quý vị và các bạn, ngay cả những người bán đất, ngay cả những người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng vậy. Chúng ta hãy đến phòng công chứng để chúng ta xem rằng cái việc mua bán của chúng ta được pháp luật bảo vệ. Chắc chắn trong cái video lần tới thì tôi sẽ nói về giá chuyển nhượng và giá trên hợp đồng. Giá trên hợp đồng các bạn ạ, giá chuyển nhượng và giá thực tế để quý vị và các bạn hiểu thêm trong cái chuỗi 99 video mua bán bất động sản an toàn. Để kết lại video này, tôi muốn các bạn hiểu được rằng khi chúng ta giao dịch mua bán bất động sản an toàn thì chúng ta nhất thiết khi chúng ta đầu tư, dù là hợp đồng đặt cọc, dù là hợp đồng sự thân thiết, thì cái tính pháp lý là chúng ta hãy đến văn phòng công chứng để văn phòng công chứng là một cái hình thức, một cái hợp đồng để chúng ta tự bảo vệ mình trong trường hợp có những cái rủi ro, có những cái tranh chấp phát sinh. Hy vọng rằng là những cái video này sẽ có thể giúp ích cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cần những cái xem những video nữa thì chúng ta hãy đến với website dân ta phải biết luật ta.com để chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Video tới tôi sẽ có hướng dẫn là giá thực tế và giá chuyển nhượng trên giấy tờ các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt một thời gian qua.